Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp và kênh YouTube Truyện Làng Ngọng thân mến. Thì như các bạn cũng biết, thời gian vừa rồi thì bộ Ngược Về Minh Triều có hơi bị gián đoạn. Thì cũng một số lý do mình cũng đã giải thích rồi, vì mình bận, ốm và trang dịch thì nó không được ổn cho lắm. Và 3 ngày vừa giờ thì mình đang đợi kênh mã pin của kênh Truyện Làng Ngọng, vì thế đã nghỉ và cũng đã lấy được mã pin rồi. Thì mình cũng xin thông báo luôn là khi bộ tiên hiệp mới được đọc thì mình sẽ di chuyển lại bộ Ngược Về Minh Triều về lại bên Truyện Làng Ngọng, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì hai kênh, và chắc chắn sẽ là 4 hoặc 5 tập một ngày, sẽ ổn định. Và bây giờ chúng ta sẽ vào tập 131 của bộ truyện Ngược Về Minh Triều. Xin kính chào quý vị khán giả đang nghe chuyện trên kênh YouTube Audio Kiếm Hiệp thân mến. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng tiếp tục đến với tập 131 của bộ truyện dài tập Ngược Về Minh Triều, tác giả Nguyệt Quang, qua giọng đọc thể hiện MC Khánh Duy. Trước khi nghe chuyện, các bạn hãy bớt chút thời gian nhấp like, share và comment cảm xúc của mình sau khi nghe xong chuyện. Các bạn cũng có thể donate, ủng hộ, động viên cho Khánh Duy bằng các đã được ghi dưới phần mô tả. Mọi sự ủng hộ quan tâm của quý vị, Khánh Duy xin chân thành cảm ơn. Và bây giờ, để không mất thời gian, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe chuyện. Tiếp theo tập trước, lúc bấy giờ Dương Lăng đến trước soái trướng ngẫm nghĩ một chút rồi phân phó với thị vệ. Hắn lập tức sai người ra phía sau trướng gọi Hán Siêu, Tống Tiểu Ái đến gặp hắn. Cặp oan gia đến trước trướng, Tống Tiểu Ái chu đôi môi anh đào, mang bộ mặt hờ hững với Ngũ Hán Siêu. Thế nhưng phong tình trong khóe mắt ấy lại như đã nguội giận đã từ lâu. Chắc chắn rằng vừa rồi Ngũ Hán Siêu nói không ít chuyện tếu, pha trò, cộng thêm với những cử chỉ chân tay thân mật. Dương Lăng là người từng trải, chỉ hiểu ý rồi cười, liền chỉ bảo hai người xuất lĩnh thị vệ cùng hắn và Yên Cao Tài, Phong Đại Nhân cùng quan viên ra khỏi quân doanh. Yên Cao Tài vội vàng chạy về huyện Nha Trước, triệu tập tam ban nha dịch, nhanh chóng phân phó cho ban đầu đi gọi người. Sau đó hắn đến sân thứ hai phía trong, vừa vào trong liền vội vàng hô: Lý chủ bộ, Lý chủ bộ, làm được bao nhiêu lương thực rồi? Đây là một huyện nhỏ nên các nha môn và huyện nha đều gộp với nhau. Sân thứ hai này là tư khố. Lúc này cửa kho đã mở rộng, bên trong một thanh âm kỳ quái nói: Ta nói nghe này Yên đại nhân, cái kho này bây giờ ngay cả một con chuột cũng không nuôi nổi, còn lấy đâu ra gạo nữa chứ? Đám điều dân kia bình thường không coi huyện đại lão gia ra cái gì, sao phải ví tâm lo cho chúng chứ? Vừa nói, từ trong kho một người đàn ông trung niên thấp béo đi ra, để một bộ râu lông chuột, vẻ mặt láo cá. Đại khái chính là một con cá bơi trốn quan trường, như những gì mà Yên Cao Tài đã nói trong soái trướng rồi. Gã hiếp đôi mắt bong bóng cá, tùy tiện đi ra, liếc mắt nhìn đám người trong sân. Bên cạnh Yên Cao Tài, Yên huyện lệnh là một người thân hình thon cao, áo mãng bào, đai ngọc. Phía sau có một đám quan viên đi theo, quan phục theo chim chóc, ai ai cũng phải chói mắt, khiến cho người này không khỏi hoảng sợ. Tâm tư của gã chuyển cũng nhanh, lập tức tỉnh ngộ, nhận ra người trước mắt là ai. Gã vội vàng bước lên trước, phù một tiếng rồi quỳ sụp xuống đất, dập đầu như băm tỏi mà nói: Hạ quan Lý Dung bái kiến Khâm Sai đại nhân, bái kiến chư vị đại nhân. Dương Lăng khẽ quan sát thấy người này áo quần sạch sẽ, không vương hạt bụi nhỏ, biết vừa rồi gã ở trong kho cũng chỉ là làm ăn quan loa, căn bản là không dụng tâm để nghĩ biện pháp cho bách tính. Tuy nhiên Dương Lăng đã làm qua việc chạm thừa, cũng biết cho dù vị chủ bộ này có dụng tâm đi chăng nữa thì quyết sạch chút lương thực ở cái kho này quả thực cũng không đủ một bữa để cho một người ăn. Hắn khoát tay nói: Yên huyện lệnh, xem ra trong kho quả thực không đủ lương thực để cứu tế rồi. Như vậy đi, Lý đại nhân, ông xem để cho Mã Chi Châu viết một giấy nợ, tạm thời mượn một phần ở trong quân lương, đợi châu phủ phát lương thực rồi thì trả lại. Sao? Như vậy sao? Dù sao cũng không thể để những bách tính kia mang cái bụng đói được. Sau đó hắn khoát tay nói tiếp: Thục vương nhân hậu yêu dân, ta tin nếu như vương gia có ở đây thì ông ta cũng sẽ đồng ý lấy dùng kế ngộ biến tùng quyền này mà cứu vạn dân trong nước lửa. Phong Tham Chính vốn định muốn chỉ ra điều này là không hợp với quy chế, nhưng vừa nghe đến câu này thì liền lướt ngược lời vào trong. Lý Sâm hiển nhiên sẽ không làm trái lời Dương Lăng, lập tức nhận lệnh phân phó cho thân binh dẫn theo vị Lý chủ bộ kia nhanh chóng đi vận chuyển lương thảo. Quân lương vận chuyển đến, Yên Cao Tài liền cùng Dương Lăng và các quan viên đi khắp nơi giúp nạn dân thiên tai dựng lều phát cháo, hỏi thăm tình hình của dân chúng. Những nạn dân này phần lớn đều tập trung tại mấy nơi rộng rãi như là sân phơi lúa, miếu Thành Hoàng và am Thủy Long. Họ mới vừa chạy đến đây chưa được mấy ngày, cộng thêm thời tiết cũng không lạnh, cho nên trông ai cũng đầu tóc bù rù, đầu bù tóc rối, nhưng khí sắc nhìn cũng không tệ cho lắm. Chỉ có điều trông họ rất đờ đẫn, ánh mắt lạnh lùng, nhìn mấy vị huyện thái lão gia bận tới bận lui, thu xếp gọi người nhanh chóng nấu cháo phát cháo, hỏi han ân cần với chúng dân, lại không hề có chút ý cảm kích thân cận nào, càng giữ khoảng cách với các quan lớn hơn. Tô Ngự Sử không vui thấp giọng trách mắng: "Dân phòng nơi đây quả nhiên là bất hảo, quan phụ mẫu một huyện chạy tới chạy lui chăm lo bữa cơm cho bọn họ, Khâm Sai đại nhân đích thân đến thăm lại không biết cảm ơn, không hiếu tình hiếu lý gì cả." Hỏi gốc khỏi rễ của sự việc này thì rốt cuộc ai nuôi ai đấy, ai mới nên biết ơn ai đấy. Dương Lăng nghe những lời đấy thì chỉ khẽ lắc đầu không lên tiếng. Lúc này có một thiếu niên cầm cái bát lớn để cho Khâm Sai rót cháo vào, hắn gập đầu khom lưng nói một tiếng: "Cảm ơn quan gia." Lời còn chưa dứt liền bị một người đàn ông nhiều tuổi giành lấy cái bát, giật cổ tay cậu thanh niên lôi đi. Người nọ vừa đi, bên cạnh liền có tiếng mắng chửi hung tợn: "Dành con, cảm cái gì mà cám, nếu không phải cái đám nuông chiều sinh hư dùng túng bất pháp này thì nhà chúng ta có bị đốt hay không đấy? Cả nhà chị họ ngươi có bị người ta giết hại hay không? Bọn chúng cho người một bát cháo thì có đáng gì mà cảm ơn, bọn chúng cho người khác một miếng thịt người ta còn chẳng coi ra gì nữa kìa." Người nọ vừa nói vừa đi, thanh âm không lớn, thế nhưng mấy vị quan viên bên cạnh Dương Lăng đều nghe thấy rất rõ ràng: "Tiền điêu dân lớn mật này!" Phùng Kiến Xuân trỏ tay hét lớn: "Phùng chi chú!" Dương Lăng uể oải gọi gã một câu: Dạ có hạ quan." Phùng Kiến Xuân vội vàng buông tay xuống, lời nói hết sức nhỏ nhẹ. Dương Lăng lại không nói nữa, chỉ chậm rãi đi về phía trước theo đoàn xe chở lương, lặng lẽ nhìn Yên Chi huyện và huyện thừa, chủ bộ cùng tam ban nha dịch lúc này đang ra sức khơi nai hết phân phát lương thực. Đi một vòng khắp các nơi giúp nạn dân thiên tai, cuối cùng đi ra từ sân phơi lúa, đoán chừng tổng số dân chạy nạn khoảng 3 vạn, trong đó rất nhiều người còn bị thương. Dương Lăng bước đi thong thả lên một cây cầu gỗ, dưới cầu nước trong xanh róc rách, rong rêu tốt tươi bập bềnh trong dòng nước ven bờ. Mấy nhánh sông nhỏ từ hướng bên chảy tới đổ vào trong dòng chảy trong suốt này. Dương Lăng ngắm nhìn mặt nước rất lâu, chúng quan viên đều im lặng đứng vây quanh. Hắn ngẩng đầu nhìn sang phố xá tiêu điều, rồi lại đánh ánh mắt về phía bức tường đổ nát vừa mới bị đốt cháy đen thui bên trái đường, sau đó nói với quan viên quanh mình: "Chư vị đại nhân, bổn quan làm việc tại nội xưởng, người quản lý nội xưởng là Thần Cơ Doanh Tả Tiêu Quân. Bổn quan từng đánh trận ở Giang Nam, chủ lực của ta là 2 vạn tinh nhuệ được ta giáo huấn từ trong quá trình tác chiến. Một nha môn, một nhánh quân đội, thậm chí một quốc gia luôn có dòng chảy chính, dòng chảy phụ. Nếu muốn thái bình chỉ có cố gắng hướng mọi dòng chảy phụ đổ về dòng chảy chính. Nếu như lấy việc thương tổn dòng chảy chính để thỏa hiệp với dòng chảy phụ, dòng chảy chính đều sẽ mất đi lực ngưng tụ và cảm giác trung thành. Như vậy các dòng chảy phụ sẽ đổ về phương nào đây? Lấy lễ giáo coi giữ Tây Thủy, quan tâm giúp đỡ là quốc sách của Đại Minh ta. Dùng võ lực để mà trấn áp, dùng cường thế để làm khuất nhục, xưa nay không phải là bản sắc của người Hán ta. Thế nhưng có một điều, đảm bảo cho cả tộc của bọn họ không bị ức hiếp, thiết lập thổ quan, lấy họ trị họ. Gặp tai họa thì ưu tiên cứu tế, cái này thì đều có thể được. Nhưng về mặt triều đình, luật pháp, kinh tế, giáo hóa đều tuyệt đối không cho phép bọn họ thoát ly ra khỏi sự tồn tại của Đại Minh này, coi quyền lợi của bộ tộc trên cả triều đình. Nếu không sẽ chỉ có thể như cố ý nhắc nhở chúng chư Việt hơn người Hán thôi. Đừng sống chung với người Hán, đồng thời lại sẽ khiến cho người Hán ghen ghét, căm hận bọn họ, mong cho bọn chúng sẽ không sống cùng mình. Thử hỏi như vậy làm sao có thể an định được đây? Trăm sông hợp thành một biển, đây chính là chiều hướng phát triển. Tốt xấu hay rõ ràng từ những việc mà con người làm ra, đến cuối cùng chỉ có thể sụp đổ mà thôi. Lần này là một bài học, một loại giáo huấn chưa từng mất đi trong các xung đột cả trăm năm nay. Đáng tiếc vẫn không có ai tạo nên sự chú ý cả. Khổng Tử nói, người có quốc gia, có nhà cửa, không lo của cải ít mà lo của cải chia không đều, không lo nghèo khó mà lo sống không yên ổn. Của cải chia công bằng thì dân không nghèo nữa, dân yên ổn thì không lo nước nhà nghiêng ngả. Công bằng ở đâu đấy? Nếu không công bằng sao có thể yên ổn được đấy? Không kỳ thị và không dung túng cho bất cứ một tộc nào, mới có thể khiến cho mọi người sống hòa bình với nhau được. Thân như một nhà, để cho họ cảm thấy như thuộc về cùng một quốc gia, có lợi ích chung, gánh vác trách nhiệm chung, lấy việc coi mình là con dân Đại Minh mà sản sinh lòng trung thành. Ta hy vọng chúng ta có thể hợp mưu hợp sức, cùng giải quyết tốt chuyện này. Nhất lao vĩnh giật, là một mẹ, khỏe một đời, tạo phúc một phương. Ánh mắt của hắn quét qua từng chúng quan viên. Chúng quan viên tuy im lặng không nói, thế nhưng những gì hôm nay mắt thấy tai nghe, hiển nhiên đã có sự kích động quá sâu đến bọn họ, cho nên đã không có ai nói lời phản đối. Dương Lăng đột nhiên nhìn thấy Tống Tiểu Ái và Ngũ Hán Siêu một tả một thiểu, tự dẫn theo 7-8 thị vệ đứng ở góc đường, cảnh giác quan sát xung quanh, trong lòng không khỏi thấy ấm áp. Tống Tiểu Ái cũng là thủ lĩnh Thổ Ti, còn có Thác Bạt Yên Nhiên, con gái của Thác Bạt Vũ, Thổ Ti người Ô Tư Tạng. Bọn họ một người có quan hệ chặt chẽ với Thục Vương Phủ, là bạn tốt của nhau. Người kia không chỉ chung sống hòa hợp với người Hán, hơn nữa còn đảm nhiệm nghĩa vụ cho triều đình, nhiều lần lập chiến công khi diệt giặc Oa ở Giang Nam, nhận được sự hoan nghênh và kính trọng của dân chúng nơi này. Có thể thấy được, chỉ cần quan hệ qua lại xử lý thỏa đáng, họ có thể thân với người Hán như anh em, có nhận thức tương đồng với triều đình. Mà chính sách của quan viên đất Thục áp dụng cho dân tộc Đô Chưởng Man có tính chất biệt lập quá mạnh mẽ, rõ ràng rất không thích hợp, mới ủ thành ác quả như ngày hôm nay. Kỳ thực người Hán có cho rằng người Man ngu muội hay không, có khinh bị miệt thị hoặc là bắt nạt họ hay không, khẳng định cũng có. Hơn nữa có rất nhiều người như vậy là đằng khác. Cha của Tiểu Ngũ phản đối con trai mình và Tiểu Ái qua lại với nhau như vậy, há chẳng phải là do loại tâm tính này tác động hay sao? Điều đó cũng có nghĩa giống như sự kỳ thị giữa giàu và nghèo, hay sự kỳ thị giữa người đọc sách và thương nhân. Vấn đề này phải giải quyết triệt để, tuyệt không thể để phí một giờ một ngày nào cả. Chỉ sợ nếu như kéo dài mãi sẽ không xong, nhưng tối thiểu phải làm ra được một chút cố gắng thì mới có thể làm yếu đi loại mâu thuẫn này được. Dầu sao cũng chưa đến mức gây xung đột vũ trang, như vậy muốn giải trừ việc này cũng có hy vọng. Mấy ngày này, những tin tức các phương diện nghe ngóng được từ Liễu Biêu, Dương Lăng biết rằng các bộ tộc khác cũng đang dục dịch. Tuy nhiên, nó khác hẳn với Đô Chưởng Man, có tính công kích và chất biệt lập mạnh. Dân chúng bình thường của các bộ tộc này sinh sống cũng khá hòa hợp với người Hán, nên cũng nguyện ý lui tới. Ngược lại là các Thổ Ti, tù trưởng tầng cao kia, lo lắng rằng cùng với việc qua lại với người Hán dần dần tăng lên sẽ làm suy yếu quyền binh, sinh sát trong tay của họ đối với các tộc nhân bán nô lệ kia. Cho nên dù triều đình có hậu đãi bọn họ đến như thế nào, ban thưởng đãi ngộ như vương hầu, thì vẫn hao tổn tâm cơ, muốn sinh chút sự đoan xua đuổi người Hán. Nhưng do tộc nhân của bọn họ kết giao thường xuyên với người Hán, song phương hữu nghị, bọn họ muốn phản loạn sẽ là khuyết thiếu cơ sở quần chúng, muốn sinh sự sẽ khó khăn rất nhiều, cho nên mới kỳ vọng vào cuộc phản loạn của Đô Chưởng Man, hy vọng đục nước méo cò, lấy việc của Đô Chưởng Man để gây áp lực với triều đình, đòi lấy lợi ích và quyền lợi lớn hơn nữa. Một con cờ nho nhỏ Đô Chưởng Man này, sức ảnh hưởng phía sau chính là thế cục an định ba thục, ở giữa không thể không hết sức cẩn thận được. Nghĩ tới đây, Dương Lăng thầm thở dài. Châm ngòi chiến tranh thì dễ, dẹp yên nó mới là khó kìa. Trở về đại doanh, Dương Lăng triệu kiến riêng Yên Cao Tài tới. Hắn chắp hai tay sau lưng, tường tận xem xét bức bản đồ địa hình vùng Tự Châu treo trên tường, cũng không quay đầu lại mà lên tiếng. Yên đại nhân, hôm nay nghe 8 kế sách bình man của đại nhân, bổn quan cũng được lợi ích không nhỏ. Xem ra Yên đại nhân làm huyện lệnh ở đây tuy tình huống đặc thù, chẳng có chính tích gì cả, tuy nhiên cũng không phải là không làm được gì, trong lòng vẫn rất biết tính toán cho triều đình. Yên Cao Tài biết rằng Dương Lăng cố ý gọi hắn tới, đương nhiên sẽ không chỉ vì mấy câu này, cho nên hắn chỉ lặng lặng mà nghe. Dương Lăng tiếp tục. Theo ta thấy, Đô Chưởng Man ngang ngược kiêu ngạo đã quen, bọn họ không chịu chút thiệt thòi, chắc chắn sẽ không cúi đầu xuống nhận thua. 7 ngày sau, Đô Chưởng Man tuyệt sẽ không giữ lời, thả thế tử ra, chủ động xin hàng. Cuộc phản loạn này nhất định phải dùng vũ lực mới có thể bình ổn được. Điều mà quan viên đất Thục lo lắng chính là sự an nguy của thế tử. Thế nhưng bổn quan về sau cẩn thận suy nghĩ lại cảm thấy bọn họ chưa chắc sẽ giết chết thế tử đâu. Sao? Đại nhân dựa vào cái gì mà lại khẳng định như vậy? Thì vẫn là bởi vì người Hán. Dương Lăng mỉm cười xoay người lại, trở lại bên cạnh bàn ngồi xuống, cùng chén ra hiệu với anh ta một cái, rồi tiếp tục. Theo tin tức mà ta được biết, rất lâu trước kia đã có lưu dân người Hán, sơn tặc và tội phạm quân sự trốn vào trong địa bàn của Đô Chưởng Man, sẵn sàng góp sức với bọn họ. Người Đô Chưởng Man tuy rằng dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa sống trong núi rừng rậm rạp như cá gặp nước vậy, đi lại tự nhiên. Tuy nhiên bọn họ rốt cuộc vẫn ngu muội lạc hậu, khuyết thiếu tâm cơ, đánh trận cũng như đi trong đường thẳng vậy, căn bản không hiểu dùng kế trá hàng. Trong năm Thành Hóa, ta nghe nói triều đình phái binh Châu An, gần 300 vị tù trưởng của người Đô Chưởng Man bị tên ngự sử ngu xuẩn kia giết chết đi. Sau đó người Đô Chưởng Man bài bố phục binh, tiếp theo chính là giả hàng với Quý Châu Đô chỉ huy sứ, giết chết hơn 5.000 người. Mưu kế mà bọn họ đã sử dụng kia chính là do người Hán bày ra. Bổn quan chắc chắn rằng bọn họ sẽ không giết chết thế tử, chính là vì sự tồn tại của những người này. Trong mắt người Đô Chưởng Man, nếu không thể dùng thế tử để uy hiếp chúng ta, rất có khả năng sẽ giết chết ngài để mà hả giận. Nhưng đám người Hán kia biết rằng một thế tử sống luôn có lợi cả trăm thế tử đã chết kìa. Bọn chúng sẽ không cam lòng, cho nên nhất định sẽ khuyên can tu trưởng của người Man kia. Yên Cao Tài nhíu mày. Cứ như vậy chúng ta chẳng phải vẫn là sợ ném chuột sợ vỡ bình, không thể thi triển hết khả năng hay sao? Dương Lăng lắc đầu nói. Bằng không, nếu chúng ta không thể đáp ứng điều kiện của bọn họ vì thế tử, cổ vũ dã tâm phản loạn của bọn chúng, thì chỉ có quyết đoán động thủ mà thôi. Chuyện bảy lần bắt Mạnh Hoạch, người đã nghe chưa? Người Man nếu như bị đánh phục triệt để thì ngược lại rất khó để có ý đồ phản loạn được. Đô Chưởng Man hoành hành trái phép, nhiều lần tạo phán, khiến dân chúng các tộc xung quanh khổ không thể tả. Cũng là bởi vì triều đình nhiều lần vây quét nhưng đều thất bại, mới khiến cho bọn chúng không thấy sợ hãi. Chúng ta chính là muốn cho bọn chúng biết rằng quan quân triều đình không thể chiến thắng. Đợi đến khi không còn đường để đi, bọn họ chỉ có thể chọn con đường hàng. Như vậy không chừng lại là phương án duy nhất bảo toàn tính mạng cho thế tử kìa. Yên Cao Tài như thoáng chút suy nghĩ rồi gật đầu. Dương Lăng lại nói. Ngươi là người quen thuộc bản địa nhất, bổn quan sắp dụng binh rồi. Ngươi có kế sách gì hay không, có thể dâng lên được không? Nếu như thích đáng, nói không chừng có thể làm nên hiệu quả ngoài mong đợi và giảm bớt số quan binh thương vong nhiều. Dương Lăng tinh thần rung lên, đi trở về bên cạnh bàn, nhấc bút lên nói. Được, ngươi nói đi, bổn quan sẽ ghi lại. Yên Cao Tài trầm ngâm một chút rồi nói. Thứ nhất, tổ chức cho Hán Miêu di khương di dân. Bọn họ không chỉ quen thuộc địa hình, quen thuộc người Đô Chưởng Man, hơn nữa đều từng chịu qua sự ức hiếp của người Đô Chưởng Man. Nếu có sự giúp đỡ của đại quân triều đình, nhất định là có thể hăng hái tham gia. Có được sự hỗ trợ của những người dân bản địa này, đại quân có thể giảm bớt việc lạc đường, tránh dính phải nguy hiểm xương độc, giảm bớt được một nửa ưu thế địa lợi của bọn người Đô Chưởng Man lợi dụng kia rồi. Dương Lăng gật đầu. Kế này rất hay, bổn quan đã ghi lại rồi. Sau đó hắn vừa ghi, trong đầu vừa thầm nói. Chiêu này năm đó ta phải khổ tư xem qua phim ảnh Diệt Phí, mới nghĩ ra được kế triệt để lợi dụng quần chúng địa phương. Người này tuy xuất chúng là lưỡng bảng tiến sĩ, ở cái huyện nhỏ này chịu khổ đến 2 năm cũng không phải là hoàn toàn không có chỗ tốt gì cả. Chí ít cũng không như đám ngôn quan ngự sứ nói bốc nói phét kia. Hắn nói rất là cụ thể. Yên Cao Tài lại tiếp tục nói. Thứ hai, những người già và trẻ nhỏ Đô Chưởng Man còn lưu lại trong thôn trại, rất nhiều đều là cơ sở ngầm của bọn chúng. Hơn nữa mỗi khi triều đình có cuộc vây quét, còn lén lút vận chuyển lương thảo lên trên núi, khiến cho bọn chúng không hề thấy sợ hãi. Muốn đánh bại hoàn toàn đám quân phản nghịch này, để cho bọn chúng chạy đến đường cùng, thì phải cắt đứt nhánh chi viện này. Ưu thế của người Man cũng không còn nữa kìa. Khi hắn nói đến chữ chặt đứt nhánh viện quân này thì cố ý kéo dài thanh âm. Dương Lăng nghe ra mùi vị máu tanh ở trong đấy, trong lòng không khỏi khẽ rùng mình. Nếu chỉ nói từ góc độ quân sự, Yên Cao Tài cũng không có sai. Có đám người này mật báo ngay dưới mắt của mình, lén lút vận chuyển lương thảo, Đô Chưởng Man dựa hiểm mà thủ, đến 90 năm quả thực cũng không thành vấn đề. Dương Lăng hiển nhiên cũng không đến mức quên nói dân nghĩa ở nơi chiến trường máu tanh ác nghiệt vô tình. Học tập theo Tống Tương Công từng được các nhà lãnh đạo vĩ đại đánh giá là quân sự gia ngu như heo. Hơn nữa, từ mặt ý nghĩa nào đó mà nói, những người già trẻ nhỏ này chẳng khác nào trinh sát và lính cấp dưỡng của bộ Đô Chưởng Man, tương tự chính là chiến sĩ. Nhưng dù sao bọn họ cũng là những người già, những đứa trẻ tay không tấc sắt, nhất định phải dùng phương pháp này hay sao? Càng quan trọng hơn chính là mình muốn chinh phục dã tâm của bọn họ, khiến cho bọn họ không còn có thể tạo họa được một phương, cho bọn họ vào sự quản hạt của pháp chế triều đình, chứ không phải là tàn sát diệt tộc. Chiêu độc kế này mà thi triển thì Đô Chưởng Man còn chịu hàng hay sao? Dương Lăng chợt nhớ tới, trong trí nhớ đời sau của hắn không có dân tộc Đô Chưởng Man này, mà đặc thù mai táng kiểu treo quan tài ở của người Đô Chưởng Man vẫn còn là một bí ẩn. Vậy thì trong lịch sử dân tộc này đã bị diệt tuyệt từ rất sớm, trong lịch sử chưa chịu ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của mình. Có phải bởi vì sự dã man và cuồng vọng của bọn họ đã đốt tận sự kiên nhẫn của triều đình, cuối cùng đưa đến vận mệnh bị vong tộc hay không? Hôm nay ta dẫn quân vây quét Đô Chưởng Man không thể dùng thủ đoạn khốc liệt như vậy, để mà ép bọn họ đến đường cùng. Dân tộc vốn nên bị mai một trong dòng chảy của lịch sử này, hãy để cho ta lái nó đi tiếp đi. Dương Lăng ghi lại điều này, ở bên dưới còn vẽ thêm một gạch ngang, bất động thanh sắc mà nói. Nói tiếp đi. Thứ ba, người Man ẩn thân nơi địa thế hiểm yếu, núi cao rừng rậm, đao thương uy lực thì không lớn, mà dùng pháo thì rất khó để có hiệu quả. Tuy nhiên, hạ quan dù không đọc binh pháp, cũng biết đạo lý, đất trũng thì chúng ta dùng nước, trong rừng dùng lửa. Một là lửa lớn, hai là khói độc. Hai cái này mà chuyên dùng, tất sẽ có hiệu quả đáng ngờ. Anh hùng chí lớn gặp nhau, trong lòng Dương Lăng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Năm đó, 20 vạn đại quân đi Bình Định mà không thắng, mà hắn chỉ dẫn theo 7 vạn đại quân, dựa vào cái gì mà dám hùng tâm bừng bừng, thề thốt phải bắt cho bằng được Đô Chưởng Man đây. Ngay từ đầu Dương Lăng cũng chưa từng nghĩ qua sẽ dùng chiến pháp thường quy để đấu với nơi hiểm yếu như Quý Phủ Thần Công này. Dùng sức người đối với nơi hiểm yếu của tạo hóa quả thật là một hạ sách. Dùng khói lửa phá nơi hiểm yếu đó, Đô Chưởng Man mất đi chỗ dựa, thì việc đối phó với đám phản loạn man quân trang bị cực kỳ lạc hậu này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Yên Cao Tài thấy Dương Lăng liên tục gật đầu, thần sắc vui sướng, không khỏi cảm thấy được cổ vũ. Hắn tiếp tục nói. Thứ tư, quân ta người đông, đường núi gập ghềnh, căn bản không dùng được, không bằng phân lộ xuất phát, tiêu diệt từng bộ phận. Chạy nhỏ dễ công, ta sẽ giành trước, còn mình chạy lớn bị cô lập lại thì cũng dễ phá thôi. Dương Lăng để bút xuống cười nói. Tuyệt vời, đúng như ý của bản quan. Nhìn từ các cửa ải hiểm trở mà Đô Chưởng Man dựa vào để phòng thủ, ta cho rằng muốn đánh bại hoàn toàn bọn chúng, tất phải phá Cửu Ty thành. Mà muốn phá Cửu Ty thành thì tất phải phá Lăng Tiêu thành. Rồi muốn phá Lăng Tiêu thành thì phải cắt được đôi cánh này, trước tiên dọn sạch vòng vây ngoài và phá các nơi hiểm yếu như Bạc Sơn Vương, Đô Đô Trái. Từng bước cẩn thận, gấp rút, tập trung và bức ép quyết chiến. Thực là không mưu mà hợp với Yên đại nhân vậy. Yên Cao Tài nghe xong, ngẩng đầu tìm kiếm trên địa đồ, cẩn thận quan sát, một lúc sau mới thay đổi sắc mặt nói. Đại nhân thật cao kiến, cách dụng binh trước kia quan binh thường hai mặt thù địch, khắp nơi bị quản chế, chính là nguyên nhân đánh thẳng chỗ yếu hại mà không dọn dẹp vòng ngoài, chiêu này hay. Dương Lăng lắc đầu thở dài. Cũng không dám nói là hay như thế nào, chỉ là bản quan đã chọn đọc nhiều hồ sơ diệt phỉ trước kia, cẩn thận phân tích nguyên nhân thất bại của họ, mới nghĩ ra được chiêu này. Nói ra sự thất bại của bọn họ đã bỏ ra cái giá lớn như vậy, bổn quan mới biết làm như thế nào để tránh thất bại tương tự. Hắn nhắm mắt lại, hít một hơi thật dài, vặn cái lưng đang bị rời của mình nói. Có 4 kế này, rồi kết hợp với chủ ý của bổn quan, cơ hội thắng lại tăng thêm mấy lần. Yên đại nhân, kế sách này của ngươi rất hay, theo ta nghĩ, chỉ ít có thể giảm bớt 3 phần tổn thất binh mã, công lao lớn đấy. Yên Cao Tài ha ha mà nói. Đại nhân, hạ quan còn chưa nói xong mà. Sao? Vẫn còn ư? Mau nói. Dương Lăng rất bất ngờ, hắn vội vàng thúc giục. Yên Cao Tài đi đến chiếc bàn của mình, cầm chén trà lên hớp một ngụm, vẻ mặt có chút quái dị mà nói. Hạ quan mạo muội, hạ quan thấy đại nhân đã suy xét hết mọi thứ rồi, chỉ quên mất một điểm, nhưng điểm này lại rất quan trọng. Hắn lộ ra vẻ kích động nói. Ồ, chuyện gì vậy? Yên Cao Tài nói. Là quân tâm, là sĩ khí. Dương Lăng không khỏi thấy nực cười. Yên Cao Tài nói. Vệ sở binh không thích tham gia quân ngũ, cho nên bầu không khí ghét chiến tranh rất đậm. Hơn nữa vệ sở binh rèn luyện ít, chiến lực còn kém hơn so với người khỏe mạnh. Một số nơi bây giờ lại phải đến vùng núi hiểm trở, bọn họ lại sớm đã nghe qua dân phản loạn man di này từng đánh bại 20 vạn đại quân của triều đình. Tự hỏi binh lính dám chiến và muốn chiến còn lại bao nhiêu người đấy? Dương Lăng như hít phải một hơi khí lạnh. Điều này xác thực vô cùng quan trọng. Khi đánh trận, điều kiện gì cũng quan trọng, thế nhưng quan trọng nhất vẫn chính là con người. Những quân nhân này nếu không mang lòng ham chiến, cho dù có mời ra cắt lượng, đến định ra cả 100 triệu kế thì cũng có tác dụng gì đây. Mà Dương Lăng bởi vì đến từ thời hiện đại đã có chút quá quen thuộc đối với việc nghe theo chỉ huy trong quân đội, thường xuyên lơ đãng quên mất điều mà người làm tướng luôn coi trọng nhất này. Qua sự nhắc nhở của Yên Cao Tài, hắn mới giật mình. Những binh lính này không phải do hắn huấn luyện ra, cũng không phải là những thân lính mà Lý Sâm có thể sai khiến được. Những binh lính hỗn tạp được điều đến từ các phủ huyện này, khi lâm chiến thực sự, rốt cuộc có thể phát huy được chiến lực cỡ nào đây? Dương Lăng nghĩ đến đây, nghiêm nghị đứng lên, vái thật sâu với Yên Cao Tài nói. Bổn quan vừa đến Tây Nam, thật đúng là đã quên mất nhánh quân đội này, không phải là quân đội thiện chiến hùng mạnh của phương Bắc kia, cũng không phải là những tinh binh Giang Nam do ta tạo ra, đến nỗi như một lẽ thường, một lẽ đương nhiên mà cho rằng bọn họ hoàn toàn có thể quán triệt được mệnh lệnh của bổn quan, suýt chút nữa đã đâm đầu vào sai lầm thảm hại. Dương Lăng ta xin đa tá sự chỉ điểm của Yên đại nhân. Đường đường là một khâm sai uy võ hổ gia lại có lễ ngộ như vậy với hắn, Yên Cao Tài không khỏi sinh ra cảm giác tri kỷ, không ngừng đáp lễ nói: Không dám, hưởng bồng lộc của triều đình thì cũng nên phân ưu vì triều đình. Đại nhân lễ ngộ ân trọng như vậy, thực khiến cho hạ quan thấy sợ. Dương Lăng khẽ mỉm cười nói: Sợ cái gì? Yên đại nhân có chân tài thực học, chi khí quanh quẩn nơi đây, thực là viên ngọc quý bị che lấp mà. Về chuyện bình định, bổn quan còn có trọng trách muốn nhờ cậy. Xong rồi, quý nhân thật không đơn giản. Dương Lăng vừa nói ra câu này, Yên Cao Tài đã liền thầm nghĩ, biết mình đã tựa lưng vào núi Thế Sơn, mặt kề biển cả rồi, tiền đồ sẽ là vô lượng. Hắn vui sướng cảm ơn Dương Lăng nói: Hận đại chiến sắp đến, muốn chỉnh đốn quân tâm, huấn luyện quân ngũ, căn bản đã không còn kịp nữa rồi. Bây giờ muốn nhanh chóng ngưng tụ quân tâm sĩ khí và dũng khí lâm chiến. Vào thời khắc phi thường này, chỉ có thể dùng phương pháp phi thường mà thôi. Sau đó, hắn lên môi từng chữ mà nói: Một là phải nghiêm nghị, trừng trị những thành phần đào ngũ, giết không tha. Dương Lăng gật đầu: Được. Sau đó Yên Cao Tài lại tiếp tục: Thứ hai là những tài vật mà binh lính thu được khi đánh trận với Đô Chưởng Man, của ai thuộc về người đó, không cần nộp lên trên. Sao? Dương Lăng liếc mắt nhìn Yên Cao Tài một cái. Người đọc sách hình như đều biết đạo lý người chết vì tiền, chim chết vì miếng ăn, còn nhớ danh tiếng đời sau. Chu Bồi Công hình như cũng dùng chiêu này, chỉ trong vài ngày ngắn ngủi đã biến những người hầu biếng nhác thành đội cảm tử, bách chiến bách thắng. Vào thời khắc phi thường cần dùng phương pháp phi thường. Đến thời đại Napoleon, trình độ văn hóa của binh sĩ đã cao hơn rất nhiều. Quân Anh quân Pháp chẳng phải cũng đánh trận theo kiểu vừa đánh vừa cướp hay sao? Như vậy thì trông mong binh lính bây giờ giác ngộ được cái gì đây? Dương Lăng thở dài, chậm rãi gật đầu rồi nói: Cái này cũng được. Còn đây là kế sách cuối cùng, thế nhưng không phải là dành cho trận chiến này, mà là cho trận chiến im lặng sau trận chiến này. Yên Cao Tài đã tự cho mình là phụ tá của Dương Lăng, cho nên có gì nói đó, không hề giấu giếm. Làm phụ tá là phải thi triển hết sở trường, đưa tất cả những biện pháp mà mình có thể nghĩ ra. Về phần chủ tướng có cần hay không thì nó lại không nằm trong phạm vi suy xét của bạn nữa. Nếu người thân là phụ tá mà khi bày mưu tính kế còn ngó trước nhìn sau, đi cân nhắc suy xét xem kế sách này của mình có để lại ấn tượng gì trong lòng thượng quan hay không, kế sách kia của mình có khiến cho thượng quan cảm thấy mình âm hiểm, giả quyệt hay không, thì anh ta sẽ rất khó thi triển hết sở trường của mình. Người có thể làm chủ tướng tuyệt đối cũng không phải là kẻ ngu dốt. Bạn không thể suy nghĩ điều mà họ không thể suy nghĩ, chăn trở điều mà họ không thể chăn trở, thì làm sao họ có thể trọng dụng bạn được đây? Yên Cao Tài mỉm cười nói: Hạ quan còn nghe nói khi đại nhân tuần tra Tây Bắc, hoàng thượng đã ban đặc quyền cho đại nhân có thể điều động quan binh trong phạm vi tam vệ bất cứ lúc nào, còn có quyền điều động lang binh phải không? Trong lòng Dương Lăng nhảy dựng lên. Lẽ nào hơn 2000 lang binh của Tống Tiểu Ái ẩn nấp trong quân của mình đã bị hắn ta nhìn ra rồi sao? Thật buồn cười, tài cao cũng không thể nào cao đến cảnh giới này được. Thế này chẳng phải là Gia Cát võ hầu tái thế rồi hay sao? Dương Lăng ngạc nhiên đáp: Đúng vậy, sao vậy? Vậy thì xong rồi. Yên Cao Tài vui sướng nói: Mời đại nhân lập tức hạ lệnh điều động lang binh quanh 6 tộc Khương, Di, Miêu và Tàng, Hồi, Thổ ra. Thế nhưng cũng không cần quá nhiều, mỗi tộc xuất ra khoảng 200-300 người là đủ rồi. Dương Lăng chần chừ nói: Trong thời gian ngắn như vậy chỉ sợ bọn họ không điều động được, nhưng ít mà phái ra một ít người như thế này thì làm được cái gì? Huống hồ thổ ti của những bộ tộc này, một số thì trung thành với triều đình, còn một số thì đang chân trong chân ngoài, xem tình hình như thế nào kìa. Mong chờ có thể từ giữa mưu lợi bất chính. Để cho họ phái người, chỉ sợ không thể phái ra được dũng sĩ trong tộc đâu. Yên Cao Tài cười nói: Có phải dũng sĩ hay không không quan trọng, cho dù chỉ là một đám phụ nữ trẻ con cũng không vấn đề gì cả, chỉ cần họ phái người trợ giúp bình định, vậy là đủ rồi. Ồ, Dương Lăng rất nhanh đã hiểu ý, trong lòng không khỏi trở nên thông thoáng hơn. Bao gồm cả 6 bộ tộc chủ yếu của đất Thục trong trận chiến này, điều quan trọng không phải là họ mang lại được tác dụng lớn như thế nào, cho dù chỉ xuất binh mang tính hình tượng thì đối với chính bản thân họ, đối với hơn 10 bộ lạc nhỏ kia, đối với Đô Chưởng Man đều tự có ý nghĩa khác nhau. Cái này không chỉ suy nghĩ cho trận chiến Tự Châu này, mà còn có ý nghĩa rất lớn đối với sự ổn định và hòa bình lâu dài trên toàn đất Thục, có tác dụng kiềm chế rất lớn đối với các thổ ti lòng mang dã tâm độc lập. Yên Cao Tài này có phần giống như mưu sĩ Lưu Danh, Giả Văn Hòa trong Tam Quốc, hay cho một kế một hòn đá ném ba con chim. Dương Lăng liên tục nói: "Hay, ý kiến hay, bổn quan lập tức chuyển xuống Kim Phê lệnh tiễn để cho các nội bộ trong 7 ngày phá lăng binh trợ chiến." Các mưu kế của Yên đại nhân rất tốt, duy chỉ có điều thứ hai còn phải chờ lương tháo. Dương Lăng tiếp tục nói: "Còn việc chặt đứt tai mắt và hậu viện của địch cũng không thể sử dụng thủ đoạn tàn bạo như vậy được. Hơn nữa, nếu như làm như vậy sẽ khiến cho phản binh chân núi càng thêm thù hận với triều đình, cũng sẽ gây bất lợi cho cục diện sau khi chiêu hàng vào Bình Định. Bổn quan lại có một kế này, vừa có thể đạt được mục đích của ngươi đã nói, vừa có thể tránh được hai hậu hoạn này, có thể an trí được dân chạy nạn lang bạt khắp nơi không nhà để về, đồng thời đạt được hiệu quả quy hóa tạp cư. Ngươi thấy có được không?" Yên Cao Tài kinh ngạc và nói: "Đại nhân mời nói, hạ quan xin lắng nghe." Dương Lăng lên tiếng: "Thôn trại của người Man, già trẻ, tài sản cá nhân, tất cả triều đình không được xâm hại. Đồng thời, trong thời gian mấy ngày này, bổn quan lệnh cho quan điện binh hiệp trợ di tản dân chạy nạn và ở trong các thôn trại của Đô Chưởng Man ở các nơi trên, giúp cho bọn họ xây nhà, khai hoang. Ở đây đất hoang rất nhiều, mỗi nhà mở rộng 1-2 mẫu đất cũng là dễ dàng. Như vậy sẽ khiến cho bọn họ an tâm và sinh sống. Đồng thời, quan phủ ra mặt thiết lập bảo giáp, lý chính và hưng binh tại các thôn các trại để dễ dàng duy trì trị an địa phương. Thứ nhất là tránh cho dân chúng tạp cư gây hấn trả thù. Thứ hai là có thể sắp sao theo dõi, ngăn kẻ xấu lên núi chuyển tin vận lương. Đây chỉ là kế ngộ biến tùng quyền trước mắt thôi. Sau khi bình phán, bổn quan còn muốn nhập gia tùy tục, bổ nhiệm trưởng lão trong số lão nhân của Đô Chưởng Man và các tập cư khác, giáo hóa trấn an địa phương. Đồng thời triều đình thiết lập nha môn lưu động, khi các thôn trại tạp cư có phát sinh gây hấn, giết người cướp của, sẽ do nha môn phái người đến thôn thẩm tra xử lý công khai, mời bảo giáp, lý chính và các trưởng lão trong trại dự thính. Cần phải làm một cách công chính, liên minh, không thiên vị. Cứ như vậy, ta tin chỉ cần nửa đến 1 năm thôi, trị an địa phương sẽ có chuyển biến tốt. Đương nhiên, đây chỉ là những ý tưởng ban đầu, chưa thực sự hoàn thiện. Bây giờ cũng chỉ là tiết lộ cho ngươi nghe mà thôi." Ánh mắt của Yên Cao Tài hiện lên vẻ kỳ dị, luôn miệng nói: "Cách này sắp thực là cao hơn hạ quan rất nhiều, hạ quan vô cùng khâm phục, đại nhân thực sự là tài cao." Dương Lăng ha cười không nói. Loại chiêu thuật chế độ bảo giáp, chế độ biên chế hộ tịch ngày xưa để quản lý nhân dân theo từng tầng, một số nhà hợp thành một giáp, một số giáp hợp thành một báo, một giáp có giáp trưởng, bảo có bảo trưởng, huy động trong thôn thẩm vấn công khai, ngăn chặn phạm pháp, đời sau cũng sử dụng rất nhiều, hiệu quả thực không tệ. Hơn nữa, đối xử công bằng với người già, phụ nữ và trẻ em của Đô Chưởng Man sẽ giảm bớt việc hình thành thù địch song phương, thậm chí có thể cảm hóa một bộ phận quân phản loạn cướp bóc lẻn vào trong núi. Đối với triều đình, vừa dụng binh vừa chiêu an rất có lợi, chỉ tiếc một điều là cơ sở của triều đình ở đây quá thấp kém, sự cảm ngộ của dân chúng các tộc Đô Chưởng Man cũng quá thấp. Bằng không, nếu như có thể phát động một đội những cụ ông cụ bà Đô Chưởng Man vào núi kêu gọi đầu hàng, chơi chiến thuật đánh vào tâm lý, thì đối với việc phân hóa, phân phỉ, triệt tiêu ý chí chiến đấu phản kháng của đối phương nhất định là sẽ có hiệu quả. Dương Lăng nói: "Những thiết tưởng ban đầu này của bổn quan, nếu thật muốn thi hành thì chỉ sợ các phương thức quản hạt huyện châu, châu phủ trước đây không thích hợp với nơi này. Mấy ngày nay bổn quan không chỉ nghĩ về chuyện làm sao để xử lý mấy bè phái này, mà còn nghĩ rất nhiều đến những chuyện về sau. Mượn theo 8 cách bình man của ngươi, sau khi bổn quan chuẩn bị bình định, lập tức xử lý công việc dày dân tạp cư, rồi quản lý đóng quân. Những việc này nếu như thuộc quản lý của các nha môn khác nhau, thì các huyện theo thứ tự như quy định lên báo cáo, rồi lại đợi thượng ti hồi báo, phải lỡ rất nhiều chuyện. Dựa theo lệ cũ là tại các địa khu đặc thù, khi xuất hiện các sự kiện đặc thù, triều đình sẽ phải ra các quan viên lâm thời như tổng đốc, tuần phụ để tiết chế quân chính địa phương, sắp xếp chủ tính chung. Bổn quan muốn dâng thư lên hoàng thượng, thiết lập một tuần thú ở chư huyện gần Tự Châu này, thống nhất chỉ huy các yếu vụ về quân chính, luật học ở đây. Mà nhân tuyển này, Yên đại nhân việc nhân đức không nhường ai, mong rằng người đừng có từ chối." Dương Lăng mưu tính sâu xa và nhanh gọn, dứt khoát, quyết đoán, dĩ nhiên khiến cho Yên Cao Tài hoàn toàn bái phục. Phần tán thưởng và trọng dụng này càng khiến cho hắn ta bội phục, cảm kích vạn phần. Yên Cao Tài đứng dậy, gương mặt đỏ lên nhìn Dương Lăng, Trong ánh mắt óng ánh, thế nhưng rất lâu vẫn không nói lên lời. Địa phương Tự Châu gấp rút hành động, quan binh triều đình giúp đỡ dân chúng dựng nhà khai hoang. Đây thực sự là chuyện trước nay chưa từng có. Những người dân không có nhà để bảo vệ, ngạc nhiên không hiểu. Những vệ sở binh này thật không hổ là các nông dân binh đồn điền hơn trăm năm nay, khai hoang còn giỏi hơn cả đánh trận. Dân chúng nhìn thấy từng ngôi nhà mới được hiện lên, đất đai ở trong tay, quan cảm đối với triều đình quả nhiên đã dần dần thay đổi. Cùng lúc với di dân, nha môn còn lựa chọn ra báo giáp lý chính ngay ở trong thôn xóm và lựa chọn ra các thanh trắng niên từ trong dân chúng theo nề nếp cũ để thành lập hương đoàn. Nhiệm vụ thiết yếu chính là đi ngăn giặc cản, di dân trả thù, người già và con trẻ đô chưởng man còn lưu lại ở trong thôn. Yên Cao Tài quản lý dân chính quả thực rất giỏi, cộng thêm sự ngăn chặn mạnh mẽ của quân đội, không có người dân địa phương nào dám kháng cự gây sự. Trải qua thời gian mấy ngày cũng đã nhìn thấy được quy mô. Sau 7 ngày, phía A Đại vẫn không có tin tức gì đưa tới. Khâm sai Dương Lăng Dương Đại Nhân nổi trống tụ tập tướng lĩnh, tự mình làm tiết soái, thống nhất quản lý chư quân, do Lý Sâm làm phó soái, 10 người trong nhóm tham tướng Lý Trạch làm thiên tướng. Bộ chính sứ Tham Chính Phong Đại Nhân, ngự sử Tô Đại Nhân, Chi Châu Phùng Đại Nhân phân chia nhiệm vụ quản lý hậu phương. 7 vạn đại quân tập hợp lại tại ngoài thành Tự Châu. Ngày hôm đấy, ánh mặt trời rực rỡ, không chút dấu hiệu như sắp đại chiến sắp đến vậy. Dương Lăng khoác mãng bào, thắt đai ngọc, tả hữu cầm khâm sai tiết ấn và tượng phương bảo kiếm, dưới sự tháp tùng của phó soái Lý Sâm và Tham Chính Phong Đại Nhân đi lên đài điểm tướng, dựng tạm cao 2 trượng, chuẩn bị tuyên thệ trước khi xuất quân xuất binh. Dương Lăng bước lên đài điểm tướng, hai hàng thân binh mang đao xếp thành một hàng ở trước đài, đối mặt với tướng sĩ các bộ, đao sáng vác ở trên vai, mũi đao chĩa lên dường như lúc nào cũng có thể bổ tới, phối hợp với hình thể dũng mãnh, vẻ mặt nghiêm nghị khiến người ta nhìn thấy là sợ. Lý Sâm đứng trước đài, tiến lên hành động, động viên trước chiến đấu. Dù y không đọc sách nhiều lắm, thế nhưng bài tuyên thệ này là do phụ tá viết trước đấy, giọng văn sắc sảo, từ ngữ khẳng khái, quan viên văn võ nghe thấy đều sục sôi nhiệt huyết. Đại khái nội dung không nằm ngoài việc trước tiên là khen ngợi quân tứ xuyên thiện chiến, những người có mặt đều là tinh anh trong quân, tiếp theo là ưu thế về quân sự và sự tin tưởng tất thắng, cuối cùng huy động mọi người hô to khẩu hiệu không đánh thắng giặc, không dám thân bại trở về. Buổi diễn thuyết đến đây là kết thúc mỹ mãn. Ở trên đài, gió thổi áo choàng của Dương Lăng bay phần phật. Lý Sâm vừa dứt lời, hắn cởi áo choàng ra đưa cho giáo úy bên cạnh, sau đấy nhảy tới trước một bước. Lý Sâm lùi về phía sau nhường chỗ, ánh mắt toàn thể quân binh đều đồng loạt hướng về phía Dương Lăng. Dương Lăng lấy hơi, cất cao giọng: "Quốc có quốc pháp, quân có quân quy." Giọng của hắn tuy lớn, thế nhưng chỉ nghe rõ trong phạm vi hơn 10 trượng, nhưng các bộ trong quân đều có lính truyền lệnh, có thể truyền đạt lời của hắn. Dương Lăng ngập ngừng một chút mới tiếp lời: "Lần xuất chinh này, bổn soái truyền lệnh 3 quân, 7 lệnh cấm sau đây, không ai được phạm, kẻ nào vi phạm chém không tha. Thứ nhất, ai đầu hàng kẻ thù chém. Thứ hai, ai chạy trốn theo địch chém. Thứ ba, ai nhận hối lộ của địch chém. Thứ tư, ai tiết lộ quân cơ chém. Thứ năm, ai lâm trận bỏ chạy chém. Thứ sáu, ai không nghe hiệu lệnh chém. Thứ bảy, ai sợ địch chạy trốn chém." 7 điều lệnh tất sát, mỗi khi nói đến một câu, Dương Lăng đều tạm dừng để cho lính truyền lệnh lần lượt truyền xuống. Quân ngũ vốn đang hô khẩu hiệu như hồ nước lặng cũng dần dần gợn sóng. Người đang nói là ai đây? Chính là Thiên Sát Tinh Dương Chém Đầu, ra lệnh một tiếng chém hơn 1000 đầu người, trong đó còn có quan lớn triều đình. Hắn nói giết người thì tuyệt đối sẽ là nghiêm túc. 200 thanh đao sáng loáng phía trước càng tăng thêm sát khí cho lời nói của Dương Lăng. Bất kể là tướng tá quân binh nghe xong 7 điều lệnh tất sát này, trong lòng đều nghiêm nghị. Cuối cùng Dương Lăng cao giọng nói: "Chư quân tướng sĩ anh dũng giết địch, ai không vi phạm 7 điều lệnh cấm này thì không cần câu nệ. Bổn quan lúc cầu chúc toàn thể tướng sĩ thắng từ trận đầu, mã đáo thành công. Lúc chiến thắng trở về, bổn quan đãi tiệc bày rượu, tẩy trần mừng công cho toàn thể tướng sĩ. Ai không vi phạm 7 điều lệnh cấm này thì không cần câu nệ." Ai không vi phạm 7 điều lệnh cấm này thì không cần câu nệ ư? Những binh lính dày dạn này sao lại không hiểu lời của Dương Lăng cho được? Mọi người đều bị dọa đến không dám thở mạnh, ai nấy đều xem quân kỷ như hổ, lúc này trong lòng lĩnh ngộ, nhất thời ai cũng biến thành lão hổ. Dương Lăng quét mắt một lượt, nghiêm nghị hô to: "Xuất phát!" Từng đội binh lính bắt đầu xuất phát dưới sự chỉ dẫn của cờ dẫn đầu, rời khỏi võ đài, đi đến chiến trường. Tham tướng Lý Trạch dẫn quân tiến công về Nhung huyện, tham tướng Lâm Anh Viễn dẫn quân tiến công từ Mang Khẩu, du kích tướng quân Thôi Quỷ dẫn quân tiến công từ Lý Tử Quan, chỉ huy Tiêu Hoành dẫn quân tiến công từ phố Độ Thuyền, thủ bị Cận Quốc Anh tiến công từ Kim Gia Trì. Chiến hỏa đồng thời bùng phát ở các huyện Tự Châu, đội quân của Lý Sâm ở giữa phối hợp tác chiến, từng bước tiến về phía trước theo các đội tiến công. Người ta thường nói chiến trường không phụ tử, đánh trận không nam nữ. Nếu như đến lúc đánh nhau mà còn mềm lòng thì chắc chắn là tự chui đầu vào giọ. Đối với người tổ chức phá hoại, di dân chia đất xây dựng thôn xóm, lúc này sớm đã bị Yên Cao Tài kể lại từng tận cho các quan lại mới nhậm chức kiên quyết trấn áp, không chút nương tay. Độc thủ tâm dùng sự hỗn loạn nhất thời đổi lấy ổn định lâu dài. Quả nhiên việc này đã đả kích nặng nề vào những kẻ ngầm phá hoại, ôm lòng ảo tưởng, muốn giở lại trò cũ, tỏ vẻ yếu đuối, dùng thủ đoạn cứng rắn nhanh chóng thành lập nên trật tự mới. Quân Minh đuổi cùng giết tận, theo sát không tha, tựa như chim ưng thế thỏ. Khác với trước kia, quân Minh vốn không dành đường đi lối rẽ ở trong núi, mặc dù đại quân uốn lượn trùng trùng điệp điệp như rắn vậy, trước sau hô ứng, song vẫn bị người Man đô trưởng dẫn vào lối cụt đường chết, loay hoay mãi ở trong núi cả nửa buổi vẫn chưa thoát ra được. Thừa lúc người Man đô trưởng đã sớm mất dạng, chơi trò trốn tìm với họ ở trong núi, thậm chí chúng còn xuất quỷ nhập thần vòng ra đường sau, đường lui của bọn họ, hoặc là xuất hiện ở sân trại mà bọn họ đã công phá trước đó. Thế nhưng còn lần này, quân Minh rất khó bị chúng dẫn tới lối cụt đường chết, cơ hội chúng phục kích cũng giảm đi rất nhiều. Đường dây tin tức mà người Man đô trưởng có được đã sớm bị phá hỏng, chúng không biết triều đình tổ chức cho dân địa phương cùng nhau vây quét. Người Man thờ phụng quỷ thần, liền nghi thần nghi quỷ cho rằng chủ soái Dương Lăng của quân Minh có thần thông gì đấy. Trong đám dân tặc đầu nhập bọn chúng, có người từng nghe nói những truyền thuyết thần kỳ về Dương Lăng như lúc trước hắn hô mưa gọi gió tiêu diệt giặc Hoa ở Tiền Đường, gọi gió đông trừ gian hoạn ở Long Sơn. Sau khi xác minh thì người Man càng kính sợ hơn. Đánh vào tâm lý là đáng sợ nhất, do đó tình hình phản kháng ở nhiều nơi liền giảm đi không ít. Người ở những nơi thường bị công kích liền bỏ chạy trốn vào núi sâu. Trong vòng 5 ngày ngắn ngủi, tiên chiến thắng liên tiếp báo về từ mọi nơi. Quân Minh các huyện không ngừng giành lấy chiến thắng, đánh bại các sơn trại như Long Bối, Báo Vĩ, Đồng Cổ Trì và hơn 100 sơn trại khác nữa. Trảm đầu hơn 2.400 người, bắt giữ hơn 400 người, chiếm giữ hơn 700 kho gạo, 30 trống đồng cùng một số lượng lớn trâu ngựa heo dê. Trước kia quân Minh công chiếm sơn trại, do lúc tiến công lên núi từ tử thương thiêm trọng, vì muốn hạ giận nên đốt trụi sơn trại. Những nhà tranh hàng rào đó đều làm từ gỗ, dựng lên dễ dàng, đốt lại càng dễ. Nhưng lúc này quân Minh lại có thái độ khác thường, không hề phóng hỏa cho bỏ tức nữa, ngược lại còn xây dựng công sự ở chỗ hiểm yếu của sân trại để mà chiếm lĩnh, dựng lên tường đá thận trọng, bước sát gần hơn. Hơn nữa, hễ là nơi dựa vào thế hiểm phản kháng bị đánh chiếm, họ liền để lại binh mã, an bài quan lại, đồng thời di dời người dân các tộc, tiến hành đồn điền, phân phát toàn bộ đất đai vô chủ của những ai vào núi tạo phản cho mọi người. Những lưu dân không nhà và tá điền không đất, những nông dân bần cùng vốn làm công lâu năm cho địa chủ cường hào, vừa nhìn thấy quan phủ dán thông báo chiêu nạp, họ liền kích động chạy tới, mỗi nhà được mười mấy mẫu ruộng tốt, trong một đêm đã biến thành giai cấp có tiền, ai nấy đều vui sướng. Chẳng những lưu lại ổn định tại chỗ, còn chủ động thành lập dân phòng trợ giúp quan quân lùng bắt nghịch tặc, ổn định địa phương. Đồng thời, Dương Lăng cũng đem lang quân mà 6 tộc phái tới đưa ra chiến trường, chỉ để họ giúp quân binh tuần tra, xử lý những kẻ phản kháng còn lại, mau chóng ổn định cục diện ở các sân trại đã đóng chiếm. Cử động thận trọng, nắm chắc như vậy đã dần bức ép không gian tác chiến của người Man càng ngày càng nhỏ. Bọn chúng chỉ có thể từng bước một thối lui, bắt đầu tập trung ở các chốt quan trọng. Cùng lúc đấy, đối với các quan phủ, phục tùng hay thân cận với người Man, các quan địa phương mới nhậm chức lại cực kỳ hậu đãi. Tài sản cá nhân và đất đai của họ hoàn toàn được bảo hộ, không cho bất cứ ai khi dễ hay chiếm cứ, cũng không ngăn cản những quan phủ nào muốn chạy trốn. Ngược lại cố ý mượn miệng những người này truyền chính sách quan phủ ưu đãi những ai chủ động đầu hàng vào sâu bên trong núi. Dần dần, quả nhiên có một số người sợ chết hoặc là có người nhớ nhà, nơm nớp lo sợ, thử ra khỏi núi đầu hàng quan phủ. Quan lại ở các thôn xóm mới mở này quả nhiên đối đãi rộng lượng, làm theo lời hứa. Cứ như vậy, tuy người đến đầu hàng không nhiều, song dòng người kéo đến không dứt, mỗi ngày đều có người chạy ra khỏi núi. Yên Cao Tài cũng để ý trong số những người này có thể có thám tử mà người Man cố ý thả ra. Dưới sự quản chế của quan lại và người dân địa phương, bọn họ không có được bất kỳ tình báo chân thực hữu dụng từ phía quân đội. Ngược lại, chỉ nghe thấy những lời ảo diệu vô cùng, thậm chí còn có tin tức mâu thuẫn lẫn nhau. Nếu trong đó thực sự có thám tử, e là khi tin tức truyền vào trong núi, chỉ làm cho người Man càng thấy khó hiểu. Triều đình chiêu an hậu đãi đối với người đầu hàng, nghiêm khắc đả kích kẻ phản loạn, khiến sức chiến đấu của người Man yếu đi nhiều. Trong hơn nửa tháng, những nơi người Man khống chế chỉ còn lại một số chân trại hiểm yếu nhất, những nơi khác đều rơi vào tay của đại quân triều đình. Trong đại doanh Tự Châu, trên các ngọn khe sâu của sa bàn cắm đầy những lá cờ đỏ màu đỏ, còn lá cờ màu lục tuy ít nhất, thế nhưng lại cắm ở những chỗ cao nhất. Dương Lăng chỉ vào mấy lá cờ màu lục nói: những sân trại còn lại, 1% sân trại không kịp là vây công, nhưng cũng là các sân trại lớn nhất, khó công nhất kìa. Núi rừng rậm rạp, nguy hiểm, khó đi, có thể nói là đứng đầu Hoa Hạ. Tiêu diệt Phỉ Tặc, bình định Tự Châu, có thể thành công hay không thì phải xem những địa phương này có bị đánh chiếm hay không đây. Nếu không cuối cùng sẽ thất bại trong gang tấc thôi. Chu Nhượng Cận lo lắng nói: không sai đại nhân, người Man liên tục thất bại, hẳn là áp giải Vương Huynh ra làm con tin. Nhưng quân ta liên tiếp tấn công, người Man chỉ biết lui giữ chống cự, đúng là không bao giờ nhắc tới việc Vương Huynh bị bắt giữ. Có khi nào Vương Huynh đã... Dương Lăng trầm ngâm lên tiếng nói: nhị vương tử không cần quá lo lắng, người Man bị bắt chẳng phải đều khai nhận thế tử bị nhốt ở Cửu Ty thành hay sao? Chưa bao giờ truyền ra tin tức thế tử bị hại cả. Theo như bổn quan thấy, hẳn là Á Đại cho rằng nơi đây thế hiểm, quân ta nhất định tiến công không được, do đó mới xem thường mà không dùng thế tử làm con tin ngăn chặn thế công của chúng ta, mà muốn đánh bại quân ta trên chiến trường, khiến quân ta không dám đánh nữa kìa. Chu Nhượng Cận há hốc mồm, cuối cùng cũng đành thở dài. Y biết Dương Lăng là lựa lời an ủi, quân minh thắng như trẻ tre, người Man đô trưởng chỉ biết liều chết ngoan cố chống cự, lại không đề cập tới chuyện thế tử. Cho dù người Man đầu óc ngu si, tâm cơ không nhiều, nhưng nếu như bọn họ có thể dùng thế tử đề xuất các điều kiện với Thục Vương trước, hiện tại sao lại không nghĩ đến việc đem thế tử ra trước trận ngăn cản quân minh cho được đây? Xem ra bọn họ đã đánh giá sai lý trí của người Man. Thế tử Chu Nhượng Hủ 8-9 phần đã bị người Man hại rồi. Chẳng qua mọi người đều ngầm hiểu chuyện này ở trong lòng, không ai muốn phá sách lớp cửa sổ giấy này mà thôi. Phong Tham Chính sợ nhị vương tử đau lòng, vội vàng chuyển đề tài nói: Dương đại nhân, trước mắt các sân trại còn lại đều dễ thủ khó công, nằm ngay ở Đồng Cổ Lĩnh, ở trước mặt quân ta này. 4 vách thì dựng đứng, khoảng cách đến trước cửa núi chừng mấy trăm thước. Chỉ có điều bên trong thung lũng có một đường nhỏ quanh co, người Man chỉ cần cho mấy người chất đá ở trên cùng cũng đủ để ngăn chặn ngàn vạn binh mã, vô cùng khó công. Dương Lăng mỉm cười nói: Đồng Cổ Lĩnh tuy rằng hiểm yếu, thế nhưng lúc trước đại quân triều đình tiến công lên núi, nhiều lần thất bại, khó tiến được nửa bước. Thật ra là do lầm lẫn thôi, không thể tự thức tỉnh từ trong mê trận được, bằng không tại sao cả mấy chục vạn đại quân khó tiến được nửa bước đấy. Chu Nhượng Cận cũng bị khơi dậy lòng hiếu kỳ, bèn thắc mắc nói: Sao? Sau khi chỉnh sửa chỗ hiểm yếu này theo miêu tả của tù binh, cảnh trí mô phỏng trên sa bàn này đã là rất chân thực rồi. Tại hạ cũng đã xem qua 4-5 lần, đúng là khó mà công phá được. Đại nhân nói tự lạc và mê lộ, ý này là... Dương Lăng đến cạnh sa bàn, chỉ vào một cửa ải hiểm yếu nói: Nhị vương tử, Phong đại nhân, hai vị nhìn đi, nơi đây là Đồng Cổ Lĩnh, 3 nơi là vách núi treo leo, khó mà trèo lên được. Muốn lên núi chỉ có mỗi một con đường gập ghềnh này, kẻ địch dựa vào thế núi mà xây lên nhiều công sự, dễ thủ khó công. Chỗ lầm lẫn mà ta nói chính là vì sao chúng ta nhất định phải tiến đánh các công sự này đây. Dương Lăng chỉ điểm nói: Các công sự này đều xây dựng ở thế núi hiểm trở, cũng không có làm đường, đại quân của chúng ta khó mà đi qua được. Nhưng chọn ra một số tinh binh thân thủ khỏe mạnh là có thể lách qua những công sự này, binh sĩ sẽ xâm nhập đánh thẳng vào sào huyệt, hà tất phải tranh thắng bại với bọn chúng ở cửa đấy. Phải biết rằng công sự xây dựng ở nơi hiểm yếu, ở tận trên cao, dễ dàng chấn giữ, xong lại bất lợi khi người Man xuất binh giáp kích cả trước lẫn sau. Hơn nữa trong công sự cũng không có nhiều lính, kẻ nào muốn vào tập kích giáp công chúng cả trước lẫn sau, nếu như dựa vào binh lực cũng không làm được đâu. Chu Nhượng Cận hít vào một hơi thật sâu rồi nói: Đại nhân, kế này quá mạo hiểm, dù khinh kỵ xâm nhập lách qua cửa ải hiểm yếu này, ta cũng không có cách nào đánh chiếm được các sân trại sau đó. Đến lúc ấy, mấy công sự đó gây trở ngại cho trọng binh di chuyển, binh sĩ xâm nhập vào không có hậu ứng, chắc chắn sẽ bị quân Man lao đến tiêu diệt thôi. Dương Lăng bèn khen ngợi nói: Nói rất đúng, bằng với một chi binh sĩ thì không cách nào đánh chiếm được sân trại, cho nên khinh kỵ của 4 quan xâm nhập Tiến công sân trại là giá, ngăn chặn viện quân sân trại là thất. Chúng ta không cách nào công phá các công sự hiểm yếu trên núi từ bên ngoài được. Thế nhưng có thể leo lên trực tiếp từ hai bên sân trái. Ta phái người xông vào trước rồi quay lại giết. Công sự trên đỉnh núi hướng về phía chân núi liền mất đi tác dụng lá chắn. Số quan sĩ đột kích chắc chắn không ít hơn quân man trong công sự. Sau khi đoạt được công sự, đại đội trọng binh đại có thể ung dung thông qua. Chiếm sân trái liền dễ như trở bàn tay rồi. Phong Tham Chính và Chu Nhượng Cận nghe chiêu hồi mã thương của Dương Lăng ngạc nhiên không thôi. Phong Tham Chính nói: Đại nhân, quân ta dù dũng mãnh đến mấy, nhân số khinh binh đột kích xông qua cũng là cực kỳ hữu hạn. Trước cửa trái không thể có nhiều người như vậy được, cũng không thể kéo trọng pháo vào. Lúc này còn muốn phân binh lên núi phản kích công sự, người man trong sân trại sao không phản kích lại cho được? Binh sĩ đột nhập làm thế nào để ngăn cản người man trong sân trại lao đến đây, rồi kiên trì đến khi công sự bị phá, đại đội quan binh đến giúp đây? Thì tất nhiên dùng đao thương đối phó dĩ nhiên là không địch lại rồi. Dương Lăng thản nhiên nói. Hai mắt của Chu Nhượng Cận sáng rỡ lên. Đại nhân nói vậy chắc chắn là có vũ khí khắc địch rồi phải không? Dương Lăng mỉm cười nói. Trước kia bổn quan để đối phó với bọn mưu phản Đông Sướng đã từng sử dụng hỏa tiễn cải tiến theo kiểu bách khổ tề bốn tiễn ở trong quân rồi, có thể để cho một người đeo ở sau lưng mà đi, lực sát thương kinh người, trong thời gian ngắn có thể lấy một địch trăm. Ta sớm đã báo cho binh khí cục Nam Kinh ngày đêm chế tạo, đồng thời còn chế tạo khẩn cấp các hỏa khí ngắn, ngăn chặn và yểm trận như hỏa cầu gai, pháo chùm, pháo tổ ong, rồi còn chế tạo ra pháo phong trần, đủ để dùng ngăn chặn viện quân lao ra từ trại Đồng Cổ Lĩnh kia. Chu Nhượng Cận nói: Đại nhân, đây là đống hỏa khí ngày hôm trước bắt đầu vận chuyển ra khỏi doanh trại phải không? Thảo nào cực kỳ thận trọng như vậy. Dương Lăng gật đầu nói: Đúng vậy, đống hỏa khí đó chuyển đến trong doanh trại của Lý Sâm. Còn về phần Đồng Cổ Lĩnh, ta phải mời vị chỉ huy sứ đại nhân này đích thân chỉ huy công chiếm rồi. Chu Nhượng Cận vui vẻ nói: Địa thế của Bạc Vương Sơn và Đồng Cổ Lĩnh là tương tự nhau, chẳng lẽ đại nhân cũng muốn dùng kế sách giống nhau hay sao? Dương Lăng lắc đầu, sau đó lại gật đầu. Giống nhiều, khác ít. Tuy Bạc Vương Sơn và Đồng Cổ Lĩnh chỉ khác nhau chút ít thôi, có điều hỏa khi tấn công Đồng Cổ Lĩnh lại không dùng được. Các vị xem đi, Bạc Vương Sơn dốc đứng từ bên bể, sừng sững như tường thành. Dưới chân núi bốn phía không đường, duy có Tê Quan Khẩu và Sáp Kỳ Sơn là có đường lên thôi. Giữa sườn núi Hoắc Mạo, đỉnh núi chính là Cai Sơn, có dựng một sân trại lớn bằng đá. Trại này xây bọc quanh núi, dùng đá lớn làm tường, cao hơn 1 trượng. Kích thước trong thành ước chừng 100 mẫu, gồm cửa trại lớn và cửa trại nhỏ. Trước cửa rộng, tường thành bằng đá ở hai bên kéo dài mấy trăm thước. Nếu như đại quân kéo đến dưới tường thành, muốn phá thành mà vào cũng không khó nữa. Chỗ khó tiến công nhất của núi này không phải ở trước trái, mà chính là con đường nhỏ chỉ vòn vẹn hơn 100 trượng thông đến sân trái. Là nơi hẹp nhất chỉ vừa đủ cho một xe đi qua, mà bên cạnh của nó là vách đá 100 trượng. Trên vách đá dựng đứng là rừng rậm, người man chỉ cần trốn sẵn trong rừng, ném cây ném đá xuống. Dù bổn quan có dùng 100.000 đại quân chất thành đống cũng không qua được con đường chết chóc hơn 100 trượng này. Chúng quan viên gật đầu lia lịa, nghĩ thấy chí phải. Quân Minh chiến đấu với người man nhiều lần thất bại, không phải vì chúng dũng mãnh khác thường, mà là do chỗ của bọn chúng nguy hiểm vô cùng, quả thực không ai có thể có khả năng đối phó. Dương Lăng tiếp tục nói: Những vách đá này vừa bằng phẳng lại cao, muốn bám vào cũng không được, phóng tên thì không tới. Người man nấp ở bên trên, nếu chúng giết 100.000 binh sĩ của ta, chúng chỉ tổn thất 100 người, chỉ sợ đều do mệt mà chết thôi, không có tên nào bị chúng ta giết chết cả. Chỗ hiểm của núi này là ở đây. Nếu ở trong rừng rậm không có người man mai phục ngăn chặn ở lối đi này, cái gọi là Bạc Phương Sơn thế hiểm khó công, có thể phá trong nháy mắt được. Chỉ có điều sân trại bằng đá xây bọc quanh núi, cho dù phái khinh kỵ binh đánh tới tường thành, ở bên dưới thành trái phải vẫn là vách đá muôn trùng, không thể lao lên được, cho nên chiêu hồi mã thương dùng để đối phó với Đồng Cổ Lĩnh không thể dùng được ở đây. Các quan viên khác nghe xong ngơ ngác nhìn nhau. Dựa vào khẩu khí của Dương Lăng, hiển nhiên hắn đã có biện pháp đối phó, thế nhưng lại không chịu tiết lộ. Quan viên văn võ không biết làm như thế nào giải quyết vách đá 100 trượng bốn phía này. Cung tiễn thì khó phóng đến, mà có biến thành linh vượn không bám vào vách đá được, cũng không thể đối phó với người man trốn trong rừng rậm ở trên đỉnh núi kia. Phùng Chi Phủ không nhịn được lên tiếng hỏi: Đại nhân chuẩn bị đối phó với chỗ hiểm yếu này như thế nào đây? Dương Lăng hít vào một hơi, thản nhiên nói: Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu gió đông thôi. Bổn quan cũng đang đợi gió đông, hẳn là cũng sắp tới rồi. Ồ, gió đông tới rồi kìa. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, tập 131 của chúng ta tạm thời kết thúc tại đây. Chúc quý vị nghe chuyện và hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai.